Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn dạy bài tập nhôm phần thứ hai. Hôm bữa mình dạy bài tập nhôm phần thứ nhất là nhôm tác dụng với natri hydroxit, một phương trình. Thì hôm nay mình sẽ học tới cái bài hỗn hợp nhôm và một kim loại nào đó tác dụng với bazơ hoặc là tác dụng vừa bazơ vừa axit, vân vân. Thì trước tiên mình nhận định cái bài này. Bài này là một bài hỗn hợp gồm chắc chắn phải có kim loại nhôm và một kim loại nào khác. Nếu bài hỗn hợp thì mình sẽ đặt ẩn số. Thì thường thì có nhiều cách giải, nhưng mà đây là một trong những cách giải mà cô thấy là nếu mà các em làm quen thì các em có thể nhìn vào đề và có thể bấm máy tính và mình không cần phải suy luận ha. Không cần, tất cả những gì nó sẽ nằm trong đầu mình và mình chỉ cần bấm máy tính mà thôi thì nó sẽ ra đáp số. Cái thứ nhất là hỗn hợp này chắc chắn gồm có nhôm và một kim loại nào đó tác dụng với axit sulfuric loãng thu được khí. Khí này chắc chắn là khí hydro. Và khi mình nhận định ở đây là sắt và nhôm đều tác dụng với axit sulfuric loãng. Cái thứ hai là tác dụng với natri hydroxit. Thì nhận định là chỉ có nhôm tác dụng được với natri hydroxit mà thôi và cũng thu được khí hydro. Thì giờ mình giải bài này như thế nào? Thì mục tiêu của bài này là tính M. Tính M có nghĩa là tính M hỗn hợp. Thì phần 1 tác dụng với axit sulfuric loãng. Thì nhôm cộng axit sulfuric loãng, nhôm hóa trị 3 cho nên cân bằng 3/2 hydro. Sắt trong trường hợp này là sắt 2 cho nên cân bằng 2/2 hydro. Thì nhớ là sắt tác dụng với axit loãng, sulfuric loãng hay là axit chlorhydric loãng thì đều cho hóa trị 2. Thì trong phần thứ nhất thì cô sẽ thu được số mol hydro là bằng 3A trên 2 cộng B bằng 0,4 mol, phương trình số 1. Phần 2 tác dụng với natri hydroxit thì nhôm cộng với natri hydroxit thì thu được 3/2 hydro. Cân bằng luôn ha, 3/2. Và sắt không tác dụng. Ở trường hợp này thì cô sẽ thu được số mol hydro là bằng 0,3 mol. Em có thể dùng mọi phương pháp. Nếu bạn nào thông minh hơn một tí xíu thì ta có thể nhìn thấy ra đáp số liền. Còn nếu mà bạn nào chắc ăn hơn thì ta sẽ giải hệ hai phương trình 1 và 2. Ta ra được số mol và tính khối lượng và suy ra được M hỗn hợp hai kim loại ra 11 gam và chọn đáp án E. Tương tự về nhà các em giải bài 28, 29, 30, 31. Thì trong bài 30 và 29 ở đây không phải là hỗn hợp hai kim loại mà là hỗn hợp nhôm và oxit kim loại. Thì hỗn hợp nhôm và oxit kim loại thì ta cũng giải tương tự như vậy luôn. Nhưng bài này rất là may mắn với em là nó chỉ có tác dụng với natri hydroxit mà thôi. Cho nên là chỉ có xảy ra một trường hợp là tác dụng với natri hydroxit. Và trong phân tích đề thì chỉ nhôm và nhôm oxit đều tác dụng với natri hydroxit dư bởi vì nó có tính lưỡng tính. Tuy nhiên, chỉ có nhôm mới sinh ra được khí hydro. Còn nhôm oxit thì cho ra nước. Cho nên sàn ở đây mình vẫn có thể đặt ẩn số được hoặc không đặt ẩn số cũng không sao. Tương tự bài 30 thì 9 gam hợp kim nhôm. Có nghĩa là trong này buộc phải có nhôm và một phần còn lại là chất khác. Mình cứ cho nó là một cái chất gì đó mà không tác dụng được với natri hydroxit và mình giải giống bài 29 ha. Qua dạng số 2 là toán hydroxit lưỡng tính. Thì bài này mình rất là hay gặp trong đề thi. Nó cũng không có khó lắm. Thì dạng 1 là cho dung dịch BaOH, cho dung dịch bazơ tác dụng với muối nhôm 3 cộng. Thì dung dịch bazơ thì như hướng dẫn bài CO2 tác dụng với kiềm thì có hai loại bazơ, một là bazơ hóa trị 1, bazơ loại 1 và bazơ loại 2. Bazơ loại 1 là có một nhóm OH, ví dụ như là NaOH và KOH, tạm thời thì ta có thể chia như vậy. Còn lại là CaOH 2 lần và BaOH 2 lần. Thì tác dụng với muối nhôm thì cho từ dung dịch bazơ và muối nhôm thì ta sẽ thu được đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng và sau đó kết tủa tan dần. Thì để làm bài này, đầu tiên em tính số mol OH trừ, thì nếu như gặp bazơ loại 1, thì số mol OH trừ bằng luôn số mol NaOH hoặc KOH. Nhưng mà đối với bazơ loại 2 thì số mol OH trừ sẽ bằng 2 lần số mol CaOH 2 lần hoặc BaOH 2 lần. Và mình tính số mol nhôm 3 cộng.
thì nhôm 3 cộng cộng OH trừ lần đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng. Thì mình có trường phương trình số 1. Tiếp theo là kết tủa trắng sao tan thì mình có phương trình số 2. Thì ở đây có hai hệ số 3 và 4 thì mình sẽ có hai mức để mình xác định cái trường hợp nó xảy ra là trường hợp nào. Thì nếu như mà trong khoảng nhỏ hơn bằng 3 thì nó xảy ra kết tủa. Thì khi xảy ra kết tủa thì số mol OH trừ sẽ bằng 3 lần số mol kết tủa. Nếu lớn hơn hoặc bằng 4 là bắt đầu từ tạo thành từ AlOH1 trừ nhôm aluminat. Thì ion nhôm aluminat là một ion tan. Từ 4 trở đi nó đã bắt đầu tan rồi, cho nên lớn bằng 4 thì kết tủa tan rồi, mình không có tính được ở đây nữa. Nhưng mà trong khoảng thường là sẽ rơi vào trường hợp hệ số lớn hơn 3 hoặc nhỏ hơn 4 thì kết tủa chỉ tan một phần. Có nghĩa là nó chỉ tan ở một mức độ nào đó thôi, nó không tan hết. Và thường cái bài này nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là lượng OH tiêu tốn ít nhất, thì sẽ số mol OH trừ là kết tủa bằng 3 lần số mol kết tủa là kết tủa min. Lượng OH trừ tiêu tốn nhiều nhất. Cô nhắc lại một lần nữa là lượng OH trừ tiêu tốn ít nhất là nhỏ nhất, là nó chưa đạt cực đại á, là nó ở giai đoạn nhỏ hoặc bằng 3, nhỏ hơn 3 là phương trình số 1. Thì số mol OH trừ bằng 3 lần số mol kết tủa. Giai đoạn tiếp theo là kết tủa trắng sao tan, là nó bắt đầu nó nằm ở chỗ này nè. Thì khi nó nằm ở chỗ này á, là nó tan một phần. Thì số mol OH trừ lúc này nó có giá trị lớn hơn thì nó bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa. Đây là công thức tính nhanh. Thì ví dụ bài 85 cho 200ml dung dịch AlCl3 nhôm clorua 1,5m tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5m, lượng kết tủa thu được là 15,6g. Giá trị lớn nhất của V là. Thì bài này cô sẽ bỏ chữ giá trị lớn nhất đi ha. Thì khi mà bỏ giá trị lớn nhất thì mình sẽ bỏ cái đáp án này. Ở đây chị hỏi là giá trị của V là bao nhiêu mà thôi. Thì để tìm giá trị của V là bao nhiêu, như vậy nó sẽ có hai trường hợp. Thì trước khi vô hai trường hợp, trường hợp thứ nhất thì mình trường hợp thứ nhất hoặc trường hợp thứ hai thì mình sẽ tính. Đầu tiên mình tính số mol nhôm 3 cộng là bằng N bằng Cm nhân V bằng 0,3 mol. Cô tính rất là nhanh. Số mol nhôm 3 cộng là bởi vì ở đây hệ số bằng 1. Còn nếu ở đây là Al2SO4 3 lần, có nghĩa là hệ số bằng 2 thì mình nhân 2 thôi. Rồi, ở đây là kết tủa thu được 15,6g. Thì mình sẽ tính được số mol kết tủa là bằng 15,6 chia cho 78 ha. 78 là khối lượng của AlOH 3 lần. Thì bằng 0,2 mol. Thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là số mol OH trừ sẽ bằng 3 lần số mol AlOH 3 lần bằng 3 lần số mol kết tủa ha. Như vậy cô sẽ có 3 nhân 0,2 thì cô bằng 0,6 mol. Bằng 0,6 mol. Thì lúc này cô sẽ tính được VNaOH sẽ bằng 0,6 chia 0,5 thì bằng 1.2 lít. Tương tự, trường hợp thứ hai là kết tủa trắng sao tan. Thì ở đây số mol OH trừ bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng, nhớ công thức ha. Đây là hai công thức em buộc phải nhớ. Thì khi mình tính nhanh thì bằng 4 nhân 0,3 trừ 0,2 bằng 1 mol. Như vậy nó bằng 2 lít. Như vậy thông qua bài này thì mình sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất
để nó ra cùng một số môn kết tủa, thì trường hợp thứ nhất là nó sẽ ra được rằng nó sẽ ra là chỉ xảy ra kết tủa thì ra được 1,2 lít. Trường hợp thứ hai là kết tủa trắng sau tan thì ra được 2 lít. Như vậy bài này, đối với những loại bài này thường thì cho hai đáp số. Với một thể tích OH với một kết tủa thì sẽ dùng có hai giá trị V để cho thu được một kết tủa ha. Rồi, về nhà các em làm bài 86, 87, 88. Bài 32, 33. 89, 90 thì nó hơi khó một tí xíu. Nhưng mà nếu ai làm được thì tốt. Cô sẽ cộng thêm điểm. Và nếu mà ai muốn muốn tìm hiểu thêm về cái đó, về hai bài đó thì sẽ hỏi trực tiếp cô ha. Rồi, bài đến đây là hết.